Đa kinh địch của đội tuyển Argentina là Brazil đã bị loại bởi đối thủ Uruguay trong trận đấu tứ kết vừa qua một cách đầy cay đắng. Lúc này Argentina đang tràn trề cơ hội để tiến vào trận đấu cuối cùng trên sân vận động Hard Rock tại thành phố Miami, bang Florida, nước Mỹ. Nhưng trước đó, đoàn quân huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ một lần nữa cần phải đánh bại đối thủ Canada ở trận bán kết diễn ra vào ngày mai. Phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez, Argentina mới có thể giành chiến thắng trước Ecuador trong trận đấu ở vòng tứ kết Copa America 2024. Đó là trận đấu mà nhà đương kim vô địch đã vươn lên dẫn trước ở phút 25 sau pha lập công của Lisandro Martinez. Argentina sau đó còn có thêm những cơ hội nhưng không thể nhân đôi cách biệt. Bỏ lỡ những cơ hội, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đã phải nếm trải quy luật nguyệt ngã của bóng đá khi Kevin Rodriguez gỡ hòa phút 90+1. Thời gian còn lại là quá ít và Ecuador đã thành công trong việc lùi Argentina vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Một lần nữa Emiliano Martinez tỏa sáng, giúp Argentina giành chiến thắng 4-2 để tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch mà họ đã có được vào năm 2021. Đó là một trận đấu tương đối đặc biệt khi đội trưởng của La Albiceleste, Lionel Messi thực hiện thất bại quả đá 11m đầu tiên. Khoảnh khắc ấy đã khiến không ít người liên tưởng đến một kết quả thất vọng như hồi năm 2016 khi Anpulga cũng là người hỏng ăn đầu tiên. Nhưng sự xuất sắc của Martinez đã nói không với việc để Messi phải hối hận và dằn vặt thêm lần nữa. Sau trận đấu ấy, huấn luyện viên Lionel Scaloni lên tiếng chỉ trích chất lượng mặt sân đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của các ngôi sao bên phía đội bóng của mình. Mặt sân ngày hôm nay thực sự không tốt, nó ảnh hưởng rất lớn đến một trận đấu quan trọng như thế này. Tôi nghĩ sân vận động tốt nhất của giải đấu là ở Miami, nơi diễn ra trận chung kết. Một sân cỏ tự nhiên là điều rất khác biệt và chúng tôi chắc chắn sẽ tiến đến đó. Với việc vượt qua Ecuador, Argentina có lần thứ 5 liên tiếp vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất tại Copa America. Theo thống kê, trong 8 lần gần nhất vào bán kết giải đấu này, Argentina có 7 lần đi đến trận chung kết. Thất bại duy nhất là trận thua 0-2 trước Brazil vào năm 2019. Chiến thắng ở bán kết sẽ đánh dấu lần đầu tiên họ lọt vào trận chung kết Copa America với tư cách là nhà đương kim vô địch kể từ năm 1959. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni chỉ để thủng lưới một lần tại giải đấu này, nhưng chưa từng giữ sạch lưới ở vòng bán kết Copa America kể từ năm 2016 khi họ đánh bại đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-0. Argentina chưa từng thua trong thời gian thi đấu chính thức của một giải đấu lớn trên đất Mỹ kể từ khi Romania đánh bại họ với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 1994. Argentina hiện đang có phong độ cao, họ bất bại trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chỉ để thủng lưới 3 bàn trong chuỗi trận này. Bên kia trên tuyến, Canada đã đụng độ Argentina ngay ở trận khai màn Copa America 2024. Trong trận đấu ở vòng bảng, họ đã không thể gây bất ngờ trước nhà đương kim vô địch khi để thua 0-2. Tuy nhiên, kể từ sau trận đấu này, Alphonso Davies và các đồng đội đã tiến bộ vượt bậc, chỉ để thủng lưới một lần trong 3 trận đấu gần nhất. Canada đánh bại Peru 1-0 trước khi hòa Chile không đều để vượt qua vòng bảng. Ở vòng tứ kết, họ cầm chân Venezuela với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu cân não. Thầy trò Jesse Marsh là đội thứ 3 của khu vực CONCACAF lọt vào bán kết của giải đấu này ngay lần đầu tham dự sau Honduras và Mexico và là đội đầu tiên trong khu vực tiến xa như vậy kể từ Mỹ năm 2016. Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ 5 đội tuyển Canada lọt vào bán kết của một giải đấu cấp châu lục trong thế kỷ này và họ chỉ tiến vào chung kết 2 lần trong số đó tại Nations League 2023 và World Cup 2000. Trong 9 trận đấu chính thức gần đây nhất, đội tuyển Canada không để thủng lưới bàn nào trong hiệp 1, nhưng đã bị dẫn trước với tỷ số 7-1 ở hiệp 2 trong 6 trận đấu gần nhất. Mặc dù Canada đã thua ở cả 2 lần chạm trán trước đó với Argentina, không ghi được bàn nào và nhận 7 bàn thua, nhưng trận thua 0-2 trước Argentina ở trận mở màn tại Copa America là lần duy nhất mà Canada thua một đội tuyển ở khu vực CONMEBOL tại một giải đấu cấp châu lục trong thế kỷ này. Dù Canada đã thể hiện khá tốt và chiếm được cảm tình của nhiều người hâm mộ trong hành trình trở thành một trong 4 đội mạnh nhất của Copa năm nay, huấn luyện viên Marsh biết rằng họ cần phải nỗ lực hơn nữa vào thứ ba tới. Trận đấu với Argentina sẽ là trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi và thậm chí điều đó có thể vẫn chưa đủ, ông nói. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đội trưởng Alphonso Davies cũng đồng ý với ý kiến này, nhưng chỉ ra rằng Canada đã làm cho Argentina gặp khó khăn trong trận đấu trước đó. Cầu thủ người Canada nói: "Chúng tôi sẽ phải dốc hết sức. Chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu vòng bảng với họ, nhưng không có được chiến thắng mà chúng tôi mong muốn." Về tình hình lực lượng, sau khi bỏ lỡ trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để đề phòng do căng cơ gân kheo, đội trưởng Lionel Messi đã trở lại đội hình của Argentina để đối đầu với Ecuador. Nhưng với một đối tác mới trên hàng công, khi cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu năm nay, Lautaro Martinez với 4 bàn thắng, được đá chính thay cho Julian Alvarez trong trận thứ 2 liên tiếp. Ở tứ kết, Angel Di Maria lần đầu tiên là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong giải đấu trong năm 2024.
Trong khi Nicolas Otamendi vào sân thay cho Enzo Fernandez ở cuối hiệp 2, đánh dấu lần khoác áo thứ 115 trong sự nghiệp, ngang bằng với Roberto Ayala, đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại cho Argentina. Trong khi đó, Lisandro Martinez đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình ở tứ kết. Và mặc dù Messi bỏ lỡ cú phạt đền của mình trong loạt sút luân lưu, Emiliano Martinez đã cản phá hai cú sút của Ecuador, nơi mà sau đó Otamendi đã thực hiện cú đá quyết định. Phía bên kia, tiền vệ Tajon Buchanan vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân cho Canada sau khi cầu thủ của Inter Milan bị gãy xương chày trong buổi tập chỉ vài ngày trước trận đấu với Venezuela. Gương mặt mới duy nhất ra sân cho Canada vào thứ 6 là Ali Ahmed, hậu vệ cánh của Vancouver Whitecaps, nhiều khả năng được sử dụng thay thế Richie Laria. Jakob Stauffenberg đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Canada tại giải đấu này. Và mặc dù Liam Miller và Stephen Eustachio bỏ lỡ các cú sút phạt đền của mình, Venezuela cũng bỏ lỡ 3 quả. Trong khi đó, Maxim Crepo cản phá 2 quả, cho phép Ismael Kone ghi bàn thắng quyết định, giúp Canada tiến vào trận bán kết ngày mai. Do đó, đội hình ra sân mà chúng tôi dự đoán của cả hai đội bóng như sau. Với Argentina, trong khung gỗ không ai khác ngoài người hùng Emiliano Martinez. Bộ tứ hậu vệ bao gồm Molina và Tagliafico chấn giữ hai bên hành lang cánh. Bộ đôi trung vệ là Lisandro Martinez và Cristian Romero án ngữ ngay trước khung thành. Sơ đồ 4-4-2 giống như trận đấu với Ecuador sẽ được sử dụng. Hai vị trí của De Paul và McAllister là không thể thiếu để tuyến giữa của Argentina có thể vận hành một cách trơn tru. Trong khi Lo Celso và Gonzalez đảm nhận nhiệm vụ quan trọng ở hai bên, Lautaro Martinez nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng ra sân ngay từ đầu để đá cặp với đội trưởng Lionel Messi. Một sơ đồ vô cùng linh hoạt và có tính cân đối chắc chắn sẽ khiến Canada phải chật vật rất nhiều. Ở phía còn lại, đội trưởng Alphonso Davies vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Canada. Ngôi sao đang chơi trong màu áo Bayern Munich với tốc độ và sự cán lướt của mình được hy vọng sẽ có thể khoan thủng cánh phải của Argentina, vị trí mà hậu vệ Molina đang đảm nhận. Còn lại, có lẽ huấn luyện viên Jesse Marsch vẫn sẽ sử dụng những cái tên tốt nhất của mình có trong tay để mong có thể làm có La Abi Celeste, nhưng điều này rất ít khả năng có thể xảy ra. Về thành tích đối đầu, trong lịch sử, Argentina và Canada mới chỉ gặp nhau 2 lần vào các năm 2010 và lần gần nhất là ở giai đoạn vòng bảng vừa qua. Thành tích đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đại diện Nam Mỹ với 2 trận toàn thắng. Ở vòng bảng giải đấu năm nay, hai bàn thắng của Lautaro Martinez và Julian Alvarez đã giúp Argentina vượt qua đối thủ một cách không mấy vất vả. Chuyên gia trang tin Sportmo đưa ra nhận định về trận Argentina và Canada. Đội tuyển Canada là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất tại giải đấu này, nhưng câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu. Canada đã gây ra thử thách khó khăn cho Argentina trong trận mở màn của giải đấu này. Tuy nhiên, có quá nhiều cầu thủ có thể giành chiến thắng mà Argentina có thể tin tưởng khi so sánh với Canada. Chuyên trang này dự đoán Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Canada. Trong khi đó, trang Sportskeeda lại đưa ra nhận xét như sau. Argentina là một đội bóng rất mạnh dưới thời Scaloni và họ đã đánh bại Canada một lần ở vòng bảng. Lautaro Martinez đã gây ấn tượng mạnh ở giải đấu cho đến lúc này và anh sẽ đá cặp với Messi trên hàng công. Trong khi đó, Canada có rất nhiều cầu thủ tốc độ trong đội hình và điều này có thể gây ra chút bất ngờ nhỏ nhỏ lên hàng thủ của La Albi Celeste. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, Argentina vẫn là đội vượt trội hơn. Họ sẽ chiếm thế thượng phong trong trận đấu này. Chúng tôi dự đoán tỷ số 3-1 nghiêng về đội bóng của Scaloni. Như vậy, chẳng khó để nhận ra rằng đa phần tất cả người hâm mộ đang tin vào một chiến thắng cho Lionel Messi và các đồng đội. Chắc chắn Argentina sẽ làm hết sức để tiến vào trận chung kết, nơi họ có cơ hội lớn để bảo vệ chức vô địch của mình tại giải đấu lớn nhất bóng đá Nam Mỹ.